Vâng, Xuân Học xin chào mừng đến toàn thể các bạn đã đang theo dõi video ủng hộ trên kênh xe máy Xuân Học của mình. Thì với tất cả những cái dòng xe FI nói chung, rồi là cái dòng xe tay ga AB của hôm nay mình làm video nói riêng, tình trạng xe của bạn gặp phải mà sáng mai đè khô nổ, khi xe mà nổ lên lục bục rồi là hụp ga tắt máy, tiếng ga lăng ti thì không đều, lúc tua lúc nhúa. Vậy thì anh em và các bạn cần phải kiểm tra, chỉnh sửa, bảo trì, bảo dưỡng những gì? Thì hôm nay Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Tình trạng chiếc xe AB đầu bò hôm nay mình gặp là khách hàng kêu sáng mai xe rất khua nổ. Nên là khi xe nổ lên là hụp ga tắt máy, khi nóng máy lên thì xe mới trở về cái trạng thái ga lăng ti như ban đầu. Và mình đã kiểm tra từ buji, tẩu buji, lọc rúa đến áp bơm xăng của xe, đó là áp của buồng đốt vẫn tốt, không vấn đề gì. Thì qua kiểm tra sơ bộ và theo như kinh nghiệm của mình chẩn đoán là họng ga của xe sử dụng lâu, không bảo trì bảo dưỡng, không thông gió sạch sẽ, nên họng ga của xe đã bị bẩn, cần phải tháo mở ra để kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ họng ga. Vậy cách bảo trì bảo dưỡng họng ga trên cái dòng xe FI nói chung và cái dòng xe AB của hôm nay mình làm video thế nào? Thì bây giờ Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Đầu tiên thì các bạn cần phải tháo mở cốp in của xe ra này. Với anh em thợ lâu năm có kinh nghiệm thì cách ban bệnh, chuẩn đoán bệnh thì nó lại vô cùng đơn giản rồi. Nhưng video của hôm nay thì mình muốn gửi đến cho anh em và các bạn đang học nghề hay mới vào nghề, rồi là anh em đang xử lý cái dòng xe AB như thế này, tình trạng của xe là sáng mai đè khô nổ và xe nổ lên lục bục hụp ga, có thể là tắt máy, và xe nóng máy lên thì lại với của cái ga lăng ti đều như ban đầu. Thì quá trình kiểm tra sơ bộ thì mình đã chuẩn đoán là họng ga đã bị dơ bẩn, cần phải tháo mở họng ga trên xe để vệ sinh sạch sẽ các bạn nhé. Đây là cái bộ họng ga trên xe FI này. Tất cả các dòng xe FI từ xe số đến dòng xe tay ga này thì sẽ sử dụng họng ga. Còn với tất cả những dòng xe đời cũ đời đầu thì sẽ sử dụng ca xăng. Ok. Thì để tháo mở họng ga, bước đầu tiên các bạn cần phải tháo mở từ cốp in này đến dây ga. Với tất cả anh em mà đang sử dụng cái dòng xe FI từ xe số đến xe tay ga như thế này, quy trình thì cứ từ 5 đến 7.000 cây số các bạn cần phải đem xe tới HEC hoặc tới tiệm sửa chữa xe máy gần nhất để kiểm tra và vệ sinh thông giữa họng ga sạch sẽ một lần giúp mình. Tiếp theo thì anh em và các bạn sẽ tháo mở kim phun. Xe sử dụng lâu thì họng ga sẽ bị muội, sẽ bị bẩn, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chế độ ga lăng ti này. Rồi là xe rất khô nổ, nổ lên lục bục, hụp ga, có thể là tắt máy này, tiếng ga lăng ti không nhuyễn và hao xăng rất đáng kể các bạn nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ tháo mở từ rắc cảm biến TP và rắc của bộ ba cảm biến. Các bạn sẽ tháo mở ốc khóa của cổ hút bầu lọc rúa này. Các bạn sẽ tháo mở ốc để giữ họng ga này. Khi các bạn đã tháo mở được toàn bộ ốc đến rắc cảm biến rồi thì các bạn sẽ lấy họng ga ra bên ngoài. Đây các bạn, đây là bộ họng ga trên tất cả những các dòng xe FI thì sẽ sử dụng họng ga như này. Quá trình xe sử dụng lâu, ít bảo trì bảo dưỡng, ít thông rửa thì họng ga bên trong thì rất chi là bẩn và cần phải thông rửa và vệ sinh sạch sẽ để xe được vận hành được êm ái và nhẹ nhàng hơn. Các bạn sẽ tiến hành các bạn tháo mở cảm biến TP và bộ ba cảm biến. Các cái ốc của cảm biến này thì các bạn cần phải sử dụng lục sắc hoa khế nhé, thì các bạn mới tháo mở được các cái cảm biến này ra.
Các bạn sẽ tháo mở hai ốc của họng ga này. Đây các bạn, quá trình xe sử dụng lâu, họng ga bên trong bám muội rất bẩn này. Các bạn tháo luôn cái bộ ba cảm biến này ra nhá, hay còn gọi là bộ ba cảm biến ga này. Các bạn sẽ tháo mở gioăng nhá, và lưu ý cho các bạn, gioăng này các bạn không được giữ xăng dầu nhá. Nếu gặp xăng dầu thì gioăng cao su sẽ nở ra, sẽ hỏng gioăng. Bên trong quá trình sử dụng lâu này, xe vận hành nhiều, bám muội rất chi là bẩn này. Các bạn sẽ sử dụng nước rửa chế hoặc là xăng của xe để các bạn tiến hành, các bạn rửa sạch sẽ họng ga từ bên trong đến ra ngoài này. Xe đời cũ đời đầu thì sẽ sử dụng ca xăng, còn tất cả dòng xe FI thì sẽ sử dụng họng ga như này. Thì cũng như quy trình các bạn bảo trì bảo dưỡng ca xăng cứ từ 3 đến 5.000 cây đến 7.000 cây số, các bạn cần phải đi vệ sinh thông rửa sạch sẽ họng ga một lần để xe vận hành được êm ái và nhẹ nhàng hơn, và chế độ garanti rất chi là nhuyễn. Khi tình trạng các bạn đang dùng cái dòng xe FI như này mà khi các bạn gặp phải xe về sáng mai đè khô nổ, và khi nổ lên garanti không đều, lúc tua lúc nhũa, thì các bạn cần đem xe đi kiểm tra để bảo trì bảo dưỡng vệ sinh thông dưới họng ga như này các bạn nhé. Các bạn cần tháo mở luôn cái ốc điều chỉnh garanti hay còn gọi là ốc rũa, các bạn sẽ rửa sạch sẽ, xịt xì sạch sẽ này. Khi các bạn đã hoàn tất bước vệ sinh sạch sẽ họng ga từ trong ra ngoài như này rồi, thì đến bước các bạn sẽ lắp ráp vào này. Các bạn luôn chú ý cái gioăng nha, các bạn không được rửa dầu hoặc rửa xăng nha. Cao su mà gặp xăng dầu thì sẽ nở ra, sẽ bị hỏng gioăng, các bạn sẽ không lắp vào được. Họng ga bên trong thì các bạn cần phải kiểm tra. Trước khi các bạn lắp ráp thì các bạn cần kiểm tra kỹ lại cho mình một lần nha. Ok, các bạn sẽ lắp ráp gioăng này. Các bạn luôn chú ý cái thao tác của mình làm để khi các bạn thực hiện vệ sinh họng ga trên tất cả dòng xe FI nói chung và dòng xe của AB hôm nay mình làm video nói riêng để được dễ dàng hơn. Kênh xe máy channel của mình thì chuyên chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy. Các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy channel của mình đăng video mới lên kênh. Và kênh xe máy channel của mình có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook cho là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Bạn nào mà cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho anh em và các bạn, mình sẽ giúp với bằng những kinh nghiệm thực tế mà mình đã và đang học hỏi được. Ok, đến bước thì các bạn sẽ lắp ráp từ cảm biến TP đến bộ ba cảm biến.
Có mưa không? Để lấy chia chứ. Lưu ý cái ốc điều chỉnh cái lăng ti hay gọi là ốc rũa này thì các bạn cần phải vệ sinh và kiểm tra trước khi mà các bạn lắp ráp vào. Khi các bạn đã hoàn tất là vệ sinh sạch sẽ họng ga của xe rồi thì đến bước các bạn sẽ lắp ráp họng ga vào này. Trước khi lắp kim phun thì các bạn sẽ bôi vào cái xoong của kim phun này 1 lít mỡ bò nhé, để các bạn lắp ráp nó vào được nhẹ nhàng và dễ dàng hơn này. Các bạn lắp ráp kim phun thì các bạn cứ lựa nhẹ nhàng nhé, để cho cái xoong nó vào. Sau đó các bạn sẽ vặn ốc. Các bạn sẽ lắp ráp dây ga. Và xin lưu ý cho anh em và các bạn nhé, khi anh em và các bạn mở họng ga để anh em và các bạn vệ sinh họng ga trên xe. Với những cái dòng xe mà đang có lỗi quá khứ hoặc là lỗi hiện tại thì khi anh em và các bạn lắp họng ga vào thì các bạn cần phải reset lại ECM, cài đặt ở chế độ cao và đồng bộ lại họng ga trên xe. Còn với những cái dòng xe mà không báo lỗi quá khứ và lỗi hiện tại thì khi anh em và các bạn mở họng ga ra vệ sinh sạch sẽ, lưu ý các anh em và các bạn không được bật khóa điện nhé. Và khi các bạn tháo mở họng ga ra vệ sinh xong thì anh em và các bạn cứ lắp vào vị trí xong ok đâu vào đấy thì anh em và các bạn bật khóa điện và để cho máy nổ khởi động lên, không cần phải đồng bộ lại họng ga các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ bật khóa điện để mình kiểm tra xem là đèn báo lỗi FI có báo lỗi không này. Khi mình bật khóa điện, đèn FI sáng lên trong vòng 45 giây sau đó tắt đi, không báo lỗi lầm gì. Các bạn sẽ đè cho máy nổ khởi động lên. Các bạn sẽ cần phải điều chỉnh con ốc ga lăng ti hay còn gọi là ốc rũa tua nhũa tùy các bạn.
Khi mình đã vệ sinh xong họng ga thì bây giờ máy nổ khởi động lên thì tiếng ga lăng ti nghe rất chi là nhuyễn. Ok, như vậy là video vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn biết được nguyên nhân tình trạng với tất cả dòng xe FI nói chung. Ở dòng xe AB đầu bỏ của hôm nay mình làm video nói riêng, tình trạng của xe là sáng mai để khô nổ và ga lăng ti lúc tua lúc nhúa, nguyên nhân là do họng ga của xe sử dụng lâu ít bảo trì bảo dưỡng nên sinh ra tình trạng là xe đè khô nổ và ga lăng ti lúc tua lúc nhúa. Và tiện đây thì mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cái cách để bảo trì bảo dưỡng vệ sinh họng ga trên cái dòng xe AB đầu bò này. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin học trên chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.